Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu bộ dao kéo kèm kệ của hãng Becklinger House. Cái bộ này có mã là BH2472 và chúng ta có hai màu là màu đen và màu đỏ. Nó là khác nhau màu ở chuôi thôi, còn về dao kéo và kệ thì giống hệt nhau. Bộ này có tất cả là 7 món kèm theo kệ. Và chúng ta sẽ có thứ nhất là dao chặt này, tiếp theo là dao thái, dao cắt bánh mì các con dao tiện dụng khác, đây là dụng cụ mài dao, kéo và kèm theo là cái kệ. cái này là sản xuất cho thị trường châu âu. trên bao bì thấy ghi là chất lượng thì đảm bảo theo tiêu chuẩn của đức. chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. đóng gói chúng ta sẽ có một hộp đựng các cái con dao, trong này là dao và cái kệ, kệ này để các bạn có thể để tất cả các cái dao kéo lên trên này được, nó là dạng nhựa trong suốt và đây là bộ màu đen cũng tương tự vậy thôi, nó chỉ khác nhau về màu chuôi dao. đây đồng gói cũng sẽ có hộp dao này, rồi uh, kệ thì cái kệ này có màu đen cũng là cùng màu với chuôi dao, còn kệ màu đỏ thì có màu trong suốt, đây khác nhau về cả màu của kệ luôn. Cái này bằng nhựa, bằng mica đấy Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái con dao Nó khác giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về màu của chuôi thôi Đây là cái bộ dao màu đỏ, chuôi đỏ Ta sẽ lắp vào cái kệ như thế này Trong này thì ta có sách uh, giới thiệu và hướng dẫn cách dùng Cái này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đây là cái kéo đi kèm kéo này là kéo liền khối nhé nó chỉ có phần bọc nhựa để chúng ta đỡ đau tay thôi các bạn sẽ cắm gọn vào trong cái kệ được đây là con dao nhỏ nhất thường thì dao này sẽ sử dụng để các bạn gọt trái cây hoa quả chúng ta thấy là thiết kế liền khối toàn bộ là kim loại cái phần chuôi họ sơn đen thôi và trên này có in logo của nhà sản xuất cảm giác rất là chắc chắn và bền đây là cái để mài dao, chúng ta sẽ dùng để mài lưỡi dao sắc hơn. Đây là con dao to hơn con dao gọt một chút. Cái này các bạn có thể dùng để thái rau cũng được, cũng gọi là dao thái. Còn đây là dao chặt, thiết kế cũng khá là nặng và rất sắc. Dao này chúng ta để thái thịt hoặc là chặt. Đây là của Berlin House Và con dao này là dao thái Thường dùng để thái thịt Hoặc là thái rau cũng được Nó to hơn con dao thái vừa rồi Chuôi cũng bằng kim loại Và cái con dao cuối cùng Là dao cắt bánh mì Nó có răng cưa vì các bạn mà không răng cưa ấy, thì cắt bánh mì nó sẽ bị bẹp Cái này chúng ta vừa cắt vừa cưa ấy, thì sẽ cắt thành lát bánh mì rất là đẹp. Đây là bộ màu đen. Còn đây là bộ dao chuôi màu đỏ. Chúng ta thấy cái chuôi thì vẫn là kim loại thôi. Nhưng mà nó được sơn màu đỏ, cũng không hẳn là đỏ mà nó là màu đỏ đậm. Trông cũng rất là đẹp. Kéo này. Còn đây là con dao thái loại nhỏ. giống hết nhau Khác nhau mỗi cái màu của chuôi thôi Để tìm hiểu kỹ hơn về bộ dao này Và các loại bộ dao khác Các bạn có thể truy cập trong app gia dụng nhà việt.com Cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại